Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà Gió. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các nội dung thú vị mỗi ngày nhé. Học thần có bệnh mộng du vô cùng nghiêm trọng, thường xuyên thức dậy ở những nơi kỳ lạ. Đến một lần vô tình chui nhầm vào ổ chăn của giáo bá, bệnh tình mới được cải thiện. Đối với chuyện này học thần cảm thấy vô cùng đau đầu. Hồi nhỏ cậu và giáo bá là hàng xóm, thường xuyên bị đối phương coi như đàn em mà sai bảo, lại còn phải nộp phí bảo kê hàng tháng. Sau này học thần chuyển nhà, còn đang mừng thầm cả đời không phải gặp lại giáo bá. Thì vài năm sau, hai người lại bất ngờ trở thành bạn cùng phòng. Học thần căng thẳng cắn móng tay, không dám cho giáo bá phát hiện bản thân có bệnh mộng du, sợ bị đối phương dùng lý do này để chê cười cậu. Nhưng lại không lường trước được căn bệnh mộng du này không cho phép cậu che giấu. Học thần tỉnh dậy nhìn ổ chăn bản thân đã nằm ngủ cả đêm, nặng nề thở dài. Thật may mấy ngày này giáo bá không có ở phòng, nếu không đêm qua chắc chắn cậu sẽ bị ăn đánh. Cậu cẩn thận dọn dẹp lại căn phòng trở về nguyên trạng, sau đó nhắc nhở bản thân sau này không được tiến vào nơi này nữa. Nhưng ngày hôm sau, cậu lại thức dậy ở phòng của giáo bá. Đợi đến khi giáo bá trở lại, toàn bộ dây thần kinh của học thần căng thẳng muốn đứt. Cậu một bên lo sợ sẽ bị giáo bá coi là tên lưu manh, một bên nhớ nhung cảm giác thoải mái khi ngủ trong căn phòng của giáo bá. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lần này học thần vẫn lén lút mở cửa phòng giáo bá, rón rén tìm một góc nhỏ trên giường, bắt đầu ngủ say. Đến sáng sớm, cậu lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà rời đi. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, giáo bá đều không có bất cứ dị nghị gì. Học thần mừng thầm, người đầu óc đơn giản, chất lượng giấc ngủ rất tốt, xem ra chứng mộng du có thể khống chế rồi. Nhưng đêm đó khi học thần ôm gối đầu lén lút chui vào phòng của giáo bá, lại va phải bờ ngực săn chắc của đối phương. Ánh mắt giáo bá nóng rực, không biết vì sao gần đây phòng có mùi thơm, thì ra là mùi hương trên người cậu. Học thần bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, muốn chạy. Giáo bá nhanh chóng tiến tới khóa cửa phòng. Trước kia không thấy cậu xấu hổ, vì sao hôm nay tôi thức, cậu lại không chịu ở lại? Thực ra từ nhỏ giáo bá đã thầm yêu học thần. Hôm nay thấy học thần tự chui đầu vào giọ, đương nhiên vui vẻ không thôi. Sau này, giáo bá kêu học thần chuyển vào ở trong phòng của anh ta. Trong đêm, học thần cố gắng mở to hai mắt. Hiện giờ cậu không bị mộng du nữa, nhưng mỗi đêm eo đều đau mỏi không thôi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.